Kính chào quý vị, rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình Hòa nhịp phát triển của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Hôm nay Chủ nhật ngày 19 tháng 4, chương trình có những nội dung đáng chú ý. Tình hình trật tự an toàn giao thông tại huyện Đất Đỏ có nhiều chuyển biến tích cực. Thành phố Vũng Tàu, các cơ sở bán lẻ thuốc chủ động phòng chống Covid-19. Côn Đảo tăng cường dạy và học trực tuyến. Quý vị đang theo dõi phần thông tin địa phương trong chương trình Hòa nhịp phát triển. Những ghi nhận tại huyện Đất Đỏ sẽ bắt đầu chương trình ngay sau đây. Thưa quý vị, trong quý 1 năm 2020, công tác tuyên truyền luật giao thông đường bộ cũng như công tác tuần tra kiểm soát, xử phạt các trường hợp vi phạm luật giao thông đã được đội cảnh sát giao thông, trật tự, công an huyện Đất Đỏ tăng cường nhằm lập lại trật tự an toàn giao thông, hạn chế tối đa tai nạn giao thông. Qua công tác tuần tra kiểm soát, đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện Đất Đỏ đã lập biên bản 433 trường hợp vi phạm, ra quyết định xử phạt hành chính 432 trường hợp với số tiền hơn 367 triệu đồng. Nhờ vậy, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện trong quý 1 năm 2020 có chuyển biến tích cực, tai nạn giao thông không xảy ra, va chạm giao thông chỉ xảy ra 2 vụ, làm bị thương 2 người. So với cùng kỳ năm 2019, tai nạn giao thông giảm 8 vụ, giảm 3 người chết và giảm 13 người bị thương. Để giảm thiểu tai nạn giao thông, trong thời gian tới, đội cảnh sát giao thông trật tự, công an huyện Đất Đỏ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền an toàn giao thông tới nhiều đối tượng nhằm góp phần nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông của người dân. Đồng thời, đội cũng tăng cường tuần tra và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Năm 2020, tổng kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản của huyện Đất Đỏ là hơn 541 tỷ đồng, được phân bổ cho 105 công trình. Trong quý 1 năm 2020, huyện Đất Đỏ giải ngân vốn xây dựng cơ bản hơn 68 tỷ đồng, đạt 12,7% kế hoạch. Trong đó, vốn tỉnh quyết định đầu tư gần 3 tỷ đồng, vốn tỉnh, huyện quyết định đầu tư hơn 65 tỷ đồng. Nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn xây dựng cơ bản, huyện Đất Đỏ chỉ đạo các phòng chuyên môn tăng cường kiểm tra, đôn đốc các nhà thầu tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ. Khi có khối lượng hoàn thành, yêu cầu chủ đầu tư hoàn thiện thủ tục hồ sơ để giải ngân thanh quyết toán. Đối với các công trình khởi công mới, huyện Đất Đỏ tập trung giải quyết vướng mắc về giải phóng mặt bằng cho các công trình, hoàn thiện các thủ tục pháp lý cần thiết để sớm đấu thầu và khởi công xây dựng các dự án thuộc danh mục khởi công mới trong năm nay. Tiếp tục phần thông tin địa phương trưa nay là ghi nhận tại thành phố Vũng Tàu. Thưa quý vị, chủ động, không cần chờ văn bản chỉ đạo của Sở Y tế. Ngay từ khi dịch Covid-19 bùng phát, các cơ sở bán lẻ thuốc trên địa bàn thành phố Vũng Tàu đã triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh này. Và giữa tháng 4 vừa qua, khi Sở Y tế chính thức có văn bản đề nghị các cơ sở bán lẻ thuốc cùng phối hợp phòng chống Covid-19, thì các cơ sở bán lẻ thuốc càng thực hiện công tác này chặt chẽ hơn. Từ đầu tháng 2 khi dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, anh Nguyễn Ngọc Hùng, chủ nhà thuốc Huy Phương ở phường 8 thành phố Vũng Tàu đã chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống dịch thông qua yêu cầu khách đến nhà thuốc phải rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn được nhà thuốc trang bị sẵn, đeo khẩu trang. Nhà thuốc cũng chuẩn bị sẵn khẩu trang vải phát cho khách hàng trong trường hợp khách hàng không có khẩu trang. Tất cả những khách hàng có triệu chứng ho sốt đều được nhà thuốc Huy Phương khai thác kỹ yếu tố dịch tễ để phòng ngừa. Khi Sở Y tế có văn bản yêu cầu phối hợp phòng chống Covid-19, nhà thuốc Huy Phương siết chặt hơn các biện pháp phòng ngừa, yêu cầu khách hàng có triệu chứng hô hấp, khai báo y tế, hướng dẫn khách hàng đến cơ sở y tế để được thăm khám và tuyệt đối không bán thuốc cho những khách hàng có yếu tố nguy cơ. Trước khi mà có cái công văn 984 của Sở Y tế ban hành ngày 13 tháng 4 á, thì thật ra nhà thuốc đã triển khai cho nhân viên, tập huấn cho nhân viên về những cái triệu chứng dịch Covid. Và đến ngày 14 tháng 3 này, cái công văn 984 của Sở Y tế là triển khai nó mạnh mẽ hơn một tí, có nghĩa là cái tờ khai y tế chẳng hạn, trước đây thì anh không có tờ khai y tế, mà từ sau có thông tư ra thì anh sẽ bắt những cái người mà ta ra mua thuốc mà ta có những cái triệu chứng như vậy thì bắt buộc người ta phải kê khai cái bản khai y tế này. Tất cả nhân viên y tế thực hiện sát khuẩn bề mặt tại nhà thuốc thường xuyên, rửa tay sát khuẩn 30 phút một lần, đeo khẩu trang và nón ngăn giọt bắn. Khách hàng cũng phải đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn là những quy định bắt buộc với tất cả nhân viên và khách hàng khi đến hệ thống nhà thuốc Pharmacity.
Khi Sở Y tế có văn bản gửi các nhà thuốc về việc phối hợp phòng chống COVID-19, hệ thống nhà thuốc PharmaCity quán triệt nhân viên chấp hành nghiêm quy định không bán thuốc cho những khách hàng có nguy cơ, dấu hiệu nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp. Nếu mà khách hàng tới mà có triệu chứng ho, tức ngực, khó thở thì em sẽ không bán thuốc và tư vấn khách hàng gọi lên tổng đài để khai báo thông tin y tế chính xác, trung thực và tới cơ sở y tế gần nhất để thăm khám. Rất may là từ đầu mùa dịch tới giờ thì em chưa gặp ca nào mà có triệu chứng ho, tức ngực, khó thở. Đến nhà thuốc để mua thuốc điều trị là thói quen của đại bộ phận người dân Việt Nam. Vì vậy, các cơ sở bán lẻ thuốc là kênh sàng lọc bệnh nhân một cách hữu hiệu, từ đó phát hiện, giám sát kịp thời những trường hợp có yếu tố dịch tễ, ngăn chặn bệnh COVID-19 lây lan trong cộng đồng nếu có. Toàn thành phố Vũng Tàu có khoảng 300 cơ sở bán lẻ thuốc. Theo thông tin từ Sở Y tế, hầu hết tất cả các nhà thuốc đều thực hiện các quy định phòng chống COVID-19 theo hướng dẫn của Sở Y tế. Nhiều nhà thuốc còn chủ động thực hiện thêm các biện pháp phòng chống ngoài hướng dẫn như kiểm tra thân nhiệt, thực hiện tờ khai y tế. Từ khi bắt đầu có dịch á, thì mình bắt đầu triển khai cái phòng chống COVID-19. Khách hàng đến mua thuốc thì phải đeo khẩu trang, rồi đứng cách xa 2 mét, mỗi người còn không một cách đứng gần nhau, cách xa 2 mét rồi nước rửa tay. Rồi nếu mà mình hỏi khách hàng khai mà có cái triệu chứng mà sốt, ho, sổ mũi, sốt, ho, khó thở thì mình phải hướng dẫn họ khai báo y tế, cung cấp cái số điện thoại của y tế cho họ, đồng thời mình lưu cái thông tin của họ và mình báo lên cái cơ sở y tế. Việc nhà thuốc tư nhân nghiêm túc thực hiện quy trình bán thuốc, các thông tin tư vấn sử dụng thuốc, đặc biệt việc nắm bắt được thông tin về người mua thuốc, sốt, ho, cảm cúm sẽ hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng lọt người có nguy cơ lây nhiễm bệnh COVID-19. Thưa quý vị, hơn 30 năm qua, có một ngôi chùa ở xã Long Sơn, thành phố Vũng Tàu luôn mở rộng cánh cổng để khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho người dân. Ngôi chùa ấy là Hưng Long Tự, được người dân trong vùng gọi là chùa Thuốc Nam. Chùa do cư sĩ Huấn Sư Như Pháp thành lập. Đây là chốn để Phật tử người dân khắp nơi tụ họp về đây chung tay làm việc thiện. Chùa Hưng Long Tự nằm tại thôn 1, xã Long Sơn, thành phố Vũng Tàu. Chùa được xây dựng cách đây hơn 30 năm. Ra đời song hành với ngôi chùa này là phòng Thuốc Nam Phước Thiện do các cư sĩ tại gia rành về Thuốc Nam điều hành. Khi đến Hưng Long Tự, không ít người sẽ ngạc nhiên khi không thấy người tu hành như những ngôi chùa khác, mà thay vào đó là hình ảnh các lương y thăm khám, bắt mạch, phát thuốc miễn phí cho các bệnh nhân. Giáo hội đây là 200 cái phòng thuốc của Đức Tông Sư Minh Trí sáng lập ra, thì chúng tôi là người thừa kế để nấu truyền để cái con đường phước thiện là để phục vụ cho bà con bệnh nhân, là cứu khổ ban vui cho mọi người. Mỗi ngày có từ 400 đến 500 người dân đến phòng thuốc Nam Phước Thiện xin được điều trị bệnh. Dù số lượng bệnh nhân đông, nhưng công việc tại phòng khám diễn ra rất trôi chảy. Không cần ai bảo ai, tất cả người bệnh đều được các anh chị làm công quả, sắp xếp theo thứ tự, để các lương y thăm khám chẩn đoán bệnh. Để có được nguồn thuốc phát miễn phí cho những ấy bệnh nhân, mỗi ngày phòng khám có từ 100 đến 150 người tham gia làm việc. Từ tìm kiếm cây thuốc đem về chọn lựa, cắt lát, thái nhỏ, sơ chế hoặc phơi khô để bảo quản. Tất cả đều không nhận bất cứ đồng tiền công nào. Mọi người đến đây đều có chung một tấm lòng, một mong muốn là được chung tay chia sẻ khó khăn với những bệnh nhân nghèo. Chùa này ở đây đất nhà tôi, gia đình tôi họ cái, hiến cho chùa ba công. Tôi làm công quả ở đây là 30 năm. Tôi chặt thuốc, tôi lụm thuốc vậy nè, tôi đi nhổ thuốc nữa. Nhiều năm qua, phòng thuốc Phước Thiện của Hưng Long Tự đã điều trị cho hàng chục ngàn người dân không chỉ ở Bà Rịa Vũng Tàu, mà các bệnh nhân ở các tỉnh Đồng Nai, Bình Thuận, Long An, Thành phố Hồ Chí Minh. Trong đó có nhiều người đã vượt qua những căn bệnh hiểm nghèo như tai biến mạch máu não, đau thần kinh tọa, suy nhược cơ thể hay các bệnh về phổi, tim mạch. Là hồi xưa là ba mình bị bệnh tai biến mạch máu não, xong là lúc mình có qua đây hút thuốc cho ba mình, thì sau thời gian uống thuốc á, trong vòng có 30 tháng thì tự nhiên ba mình trở lại nói chung là bình thường hơn, là bây giờ là đã đi đứng lại được bình thường rồi. Từ lúc đó thì mình thấy như vậy là mình ở lại xin ở lại chùa để mình làm công quả luôn, nay cũng được là 2 năm.
Tôi bệnh nhân cũng thường xuyên hay hút thuốc ở trường Hưng Long Tự. Bác sĩ ở đây đồ khám, đồ hút thuốc và làm việc từ thiện cũng rất tốt với dân. Giúp đỡ, chia sẻ cho những bệnh nhân nghèo hết bệnh, trở lại với cuộc sống đời thường, là việc làm đầy nhân văn, thể hiện tinh thần từ bi hỷ xã của chùa Hưng Long Tự, xã Long Sơn, thành phố Vũng Tàu. Những thang thuốc nam đầy ắp tình nhân ái nơi đây được ví như những liều thuốc hạnh phúc, giúp người bệnh thêm vững tin vào cuộc sống. Chương trình Hòa nhịp phát triển tiếp tục với thông tin tại huyện Côn Đảo. Thưa quý vị, không để học sinh bị gián đoạn học tập vì dịch bệnh COVID-19 kéo dài, ngay tại huyện Côn Đảo, vốn nhiều khó khăn thiếu thốn về hạ tầng cơ sở, trang thiết bị, nguồn dữ liệu, nhưng các trường phổ thông trên địa bàn huyện vẫn tổ chức dạy trực tuyến cho học sinh. Đến nay, khoảng 50% học sinh ở đảo, từ tiểu học, trung học cơ sở đến trung học phổ thông đã tham gia học trực tuyến. Hơn một tháng qua, cô Ngô Thị Hồng Sâm, giáo viên trường tiểu học Cao Văn Ngọc, đều đặn thực hiện việc dạy trực tuyến vào các buổi chiều thứ ba đến thứ sáu hàng tuần với hai môn toán và tiếng Việt. Phần mềm Zoom, một ứng dụng học trực tuyến trên các thiết bị di động như máy tính xách tay, máy tính bảng, điện thoại di động có camera, cho phép người dùng tạo phòng họp video trực tuyến với vài chục người tham gia cùng lúc. Mỗi buổi học online của cô Sâm, trên 80% học sinh của lớp tham gia. Zoom này là một hình thức là cô và trò cùng trực tiếp tham gia học, trao đổi bài. Và bởi cái hình thức này học thì lớp tham gia học đông, số lượng các em vào học đông hơn và trao đổi giữa cô trò được thoải mái hơn và các em dễ hiểu bài hơn, rồi bạn bè có thể chia sẻ với nhau. Đã thành thói quen, cứ vào 15 giờ mỗi ngày, em Nguyễn Đình Quỳnh Vi, học sinh lớp 5 trường tiểu học Cao Văn Ngọc, lại mở máy tính học trực tuyến. Trong buổi học trực tuyến, em không chỉ được nghe cô giảng, gọi trả bài, trả lời câu hỏi, mà còn được tương tác với nhiều bạn bè cùng lớp. Trong cái thời gian nghỉ dịch thì nhà trường cũng có cho các con học trực tuyến trên đây thì cũng giống như là học ở trên lớp. Con cũng được chia sẻ các bài tập và cô cũng giao bài tập nhiều cho các con. Em Nguyễn Trọng Thế Bảo, học sinh tiểu học Cao Văn Ngọc, ngoài giờ học trực tuyến còn tích cực ôn tập và làm bài cô giáo giao cho qua hệ thống VNPT e-learning. Con học trực tuyến, học trên phần mềm Zoom và học trên VN Edu. Con thấy rất là bổ ích và giúp cho con nhớ lại những kiến thức cũ và những bài mới. Học trực tuyến, học sinh Côn Đảo không chỉ tiếp nhận được kiến thức trong thời gian phải ở nhà vì dịch bệnh COVID-19, mà còn có cơ hội trau dồi kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác những kênh thông tin hữu ích cho quá trình học tập. Các phụ huynh học sinh đều rất đồng tình với phương pháp dạy và học này của các nhà trường. Tôi thấy là nhà trường tổ chức rất là hiệu quả. Tương tác giữa cô và trò là tôi thấy là các cô dạy và các bạn vào học rất là đông. Và thấy chương trình rất là hiệu quả, các cô dạy như là một lớp học. Theo thống kê của Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Côn Đảo, sau hơn một tháng triển khai dạy học trực tuyến, cấp tiểu học thực hiện dạy 3 môn toán, tiếng Việt, tiếng Anh với 546 học sinh tham gia, đạt tỷ lệ 60,3%. Cấp trung học cơ sở thực hiện dạy 6 môn toán, ngữ văn, lý, hóa, tin học với 266 học sinh tham gia, đạt tỷ lệ 54%. Một số trường mầm non cũng từng bước dạy học trực tuyến cho các cháu lớp 5-6 tuổi. Chúng tôi đánh giá là cái mặt được thì công tác chủ động cũng như tích cực của các giáo viên, rồi học sinh cũng phối hợp cũng khá đồng bộ và khá tích cực. Các em tham gia học rất là hào hứng. Tuy nhiên là cái cũng một phần khó khăn, tức là tỷ lệ bình quân học qua học trực tuyến ấy, thì chỉ có khoảng trung bình cả huyện khoảng trên 60%. Dù dạy và học trực tuyến đang khẳng định tính tiện ích, hữu hiệu, song với trình độ công nghệ thông tin của giáo viên trên đảo còn hạn chế, đường truyền Internet trên đảo không ổn định, nhiều giáo viên và cả gia đình học sinh trên đảo chưa có thiết bị kết nối,
nên việc dạy và học trực tuyến tại huyện Côn Đảo chưa thực sự lan tỏa sâu rộng. Tiếp tục hưởng ứng và chia sẻ khó khăn cho người lao động, người bán vé số và các hộ nghèo trong thời gian phải nghỉ việc phòng chống dịch COVID-19, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Tân Phước, thị xã Phú Mỹ vận động nguồn lực để trao tặng quà là các nhu yếu phẩm thiết yếu cho mọi người vững tin ở nhà phòng dịch lây lan. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Tân Phước, thị xã Phú Mỹ vừa tổ chức phát 70 phần quà cho người nghèo, lao động phải nghỉ việc, người bán vé số và tiểu thương khó khăn trên địa bàn phường. Mỗi phần quà trị giá 300.000 đồng, gồm 10 kg gạo, 1 thùng mì gói, đường, dầu ăn, bột nêm, nhằm chia sẻ với các hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường, thể hiện truyền thống lá lành đùm lá rách và tinh thần không để ai lại phía sau. Tổng số tiền trao quà lần này là 21 triệu đồng do Mặt trận Tổ quốc phường Tân Phước vận động các nhà hảo tâm và mạnh thường quân trên địa bàn ủng hộ. Tiếp đó, tại chợ Phước Lộc, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc kết hợp Công an phường Tân Phước tổ chức phát 1.000 khẩu trang kháng khuẩn miễn phí cho người dân, đồng thời tuyên truyền hướng dẫn người dân đeo khẩu trang đúng cách để phòng chống dịch COVID-19. Được biết, số khẩu trang trên do Công an và Mặt trận Tổ quốc phường vận động các mạnh thường quân và cửa hàng Eva Shoes, khu phố Ngọc Hà, phường Phú Mỹ ủng hộ.